lạnh gáy khi bước vào những công viên ma đáng sợ nhất thế giới. Theo truyền thuyết địa phương, những công viên này bị nguyền rủa và rất ám ảnh. Tại những công viên này từng có một số người bị chết một cách bí ẩn hoặc do chính những trò chơi nguy hiểm thiếu an toàn. Và từ những cái chết này, những nơi đây bị bỏ hoang và bị gán cho những lời đồn đại về những sự kiện kỳ bí và siêu nhiên. Một công viên Takakonun Greenland, Hobart, Nhật Bản, được xây dựng vào năm 1973. Công viên chỉ kéo dài trong 2 năm trước khi nó đóng cửa bởi giá vé quá đắt và từng có ca tử vong trong một số trò chơi nguy hiểm. Sau 10 năm gián đoạn, công viên mở cửa trở lại. Sau khi mở cửa trở lại vào năm 1986, công viên này cũng chỉ tồn tại đến năm 1999 trước khi nó cuối cùng cũng lại bị bỏ hoang một lần nữa. Công viên đã bị phá hủy vào năm 2006, nhưng một người đàn ông tên là Bill Edgewood đã chụp rất nhiều hình ảnh cho thấy một cô bé 6 tuổi trong bộ váy trắng nhìn chằm chằm vào camera với khuôn mặt nghiêm túc, thờ ơ ở lối vào. 2. Công viên Holly Land, Waterbury, Connecticut, Hoa Kỳ, từng là một địa điểm thu hút tới 40.000 người vào những năm 60 và 70, công viên được xây dựng cho những tín đồ trung thành. Người ta nói rằng John Greco đã nhận được thông điệp của Thiên Chúa vào năm 1950 và ông một tay tạo ra công viên và vinh danh đất thánh ở Israel. Nó đã được tạm thời đóng cửa vào năm 1984 để cải tạo nhưng chính thức đóng cửa vào năm 1986 sau cái chết của John Greco. Công viên được để lại cho một nhóm nữ tu trông coi nó, nhưng vào năm 2011 thiếu niên đã bị sát hại gần khu vực này, khiến công viên bị đồn đại dính liền vào một câu chuyện ma ám ảnh. 3. Công viên Joyland, Wichita, Kansas, Hoa Kỳ. Công viên này thuộc sở hữu tư nhân và do gia đình Otaway điều hành. Công viên trở thành nạn nhân của những trò đùa nguy hiểm dẫn đến một số hoạt động đáng sợ. Công viên đóng cửa vì lý do kinh tế và an toàn trong năm 2004. Sau đó một công ty có trụ sở tại Seattle trở nên hứng thú với Joyland và mua lại nó. Nhưng vì những lý do tài chính và an toàn đến nay công viên vẫn bị đóng cửa và những truyền thuyết ám ảnh về công viên này vẫn tiếp tục lưu truyền. 4. Công viên Dunava viết đám thác, Dunava, Hungary, từng là một trong những địa danh hút khách nhất trong thời kỳ 60 và 70 tại Hungary. Nhưng sau cuộc cách mạng Hungary năm 1956, mọi người không đủ tiền mua bởi giá vé vào công viên quá đắt đỏ. Công viên chính thức đóng cửa vào năm 1993 và đã bị bỏ lại khoảng 20 năm trước khi nó bị phá hủy, chỉ để lại nền móng và bộ xương bê tông. 5. Spreepet, Berlin, Đức, đó là năm 1989 khi công viên Spreepet được khai trương. Nằm ngay bên cạnh sông Spree, ngay từ lúc đó công viên đã mang một không khí lạnh lẽo, ảm đạm. Hoạt động được một thời gian thì chủ nhân của công viên này là Norbert White bị kết án 7 năm tù giam vì tội buôn lậu cocaine vào năm 2004. Từ đó công viên bị bỏ hoang càng thêm lạnh lẽo, hoang vu với vô số lời đồn về những bóng ma ẩn hiện trong đêm và những tiếng động kỳ bí xuất hiện thường xuyên. 6. Công viên Land of Out, Big Mountain, North Carolina, Hoa Kỳ, khai trương vào năm 1970 và công viên có vẻ giống một khu nghỉ mát nhiều hơn là một công viên giải trí. Mới đầu, công viên khá thu hút khách, nhưng sau cái chết của chủ sở hữu, số lượng khách đến chơi giảm dần. Năm 1975, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở trung tâm công viên khiến công viên càng trở nên hoang vắng và bí ẩn hơn. Đến nay, công viên này đã bị đóng cửa và chỉ mở trong 2 ngày tháng 10 vào mùa Halloween. 7. Công viên Six Flags, New Orleans, Hoa Kỳ, công viên được mở cửa vào năm 2000 và là một trong những khu vui chơi đông nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, chỉ đến năm 2005, Six Flags có tín hiệu cảnh báo để đóng công viên và sơ tán với phần còn lại của New Orleans với dự đoán cơn bão Katrina. Công viên bị ngập trong nước biển cùng nước mưa ngày một dâng cao và sau hơn một tháng bị nước ăn mòn, tình trạng của công viên trở nên thực sự đáng sợ. Mọi thứ trong công viên đều bị phá hủy và trở nên điêu tàn. Thậm chí, sau đó công viên còn được sử dụng hình ảnh trong vài bộ phim zombie. 8. Vương quốc Gulliver, Nhật Bản. Công viên Gulliver được mở cửa vào năm 1997. Từ đó cho đến khi bị đóng cửa vào năm 2001 đã có vô số thăng trầm. Điều đáng sợ nhất về công viên này là nó nằm bên cạnh rừng tự sát, nơi có số vụ tự tử cao nhất tại Nhật Bản. Công viên Gulliver được xây dựng với những khoản đầu tư của ngân hàng Niigata Chuo. Tuy nhiên,
do làm ăn thua lỗ những khoản nợ của ngân hàng này không thể trả được và công viên đã chính thức bị phá hủy hoàn toàn vào năm 2007. 9. Công viên giải trí Pripyat, Pripyat, Ukraine. Công viên được xây dựng ở trung tâm thành phố Pripyat và được mở cửa vào ngày 27/4/1986 và đóng cửa vào cùng ngày do thảm họa hạt nhân thảm khốc xảy ra ngày hôm trước, chỉ cách Pripyat 21 km. Công viên giải trí bị bỏ rơi sau này xuất hiện trong nhiều bộ phim mang khung cảnh điều hiu, hoang vắng đáng sợ. 10. Công viên Opoland, thành phố Opo, đảo Geo Hàn Quốc. Với quá khứ đẫm máu của nó, công viên là một trong những nơi bị ám ảnh ở Hàn Quốc. Vào cuối những năm 1990, một cô gái trẻ đã bị giết bởi trò chơi tàu kéo đầu vịt. Cha mẹ của cô gái không nhận được tiền bồi thường, lời xin lỗi, cũng như không hề có một câu giải thích và công viên vẫn tiếp tục hoạt động như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng đến năm 1999, một cô gái khác bị rơi ra khỏi trò chơi cảm giác mạnh khác, ngay lập tức vụ việc trước đây bị lôi ra, chủ nhân của công viên lập tức mất tích, công viên bị đóng cửa với hàng loạt tin đồn về các hồn ma thiếu nữ chết oan luôn xuất hiện than khóc.